Chúng ta tiếp tục nghiệp vụ nhập kho nguyên vật liệu. Thì ở bài trước chúng ta đã nhập kho đối với hóa đơn là 146 và hóa đơn 589. Chúng ta tiếp tục là căn cứ vào phí yêu cầu vật tư của hóa đơn số 135. Thì chúng ta sẽ có hóa đơn 135 kèm với phí yêu cầu vật tư cũng như là biên bản giao hàng và hóa đơn kèm theo. Thì chúng ta cũng sẽ vào phần mềm và phân hệ đó là mua hàng và chúng ta sẽ chọn nghiệp vụ là mua hàng hóa dịch vụ, sau chúng ta bấm thêm. Và tại nghiệp vụ này thì chúng ta sẽ chọn mua hàng trong nước nhập kho là mua công nợ không kèm hóa đơn. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập nghiệp vụ như sau. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập ngày nghiệp vụ là 06 01 2019 và mã khách hàng là chúng ta sẽ có một cái mã khách hàng mới, đó là công ty Thiên Kính Thịnh Phát. Thì chúng ta sẽ tạo mã mới bằng cách là đánh vào số cộng và sau đó chúng ta tìm mã số thuế. Chúng ta mã số thuế chính là mã khách hàng luôn và sau đó chúng ta bấm cất. Và lúc này chúng ta khai thông tin là mua hàng thì chúng ta mua cắt nền. Thì chúng ta sẽ chọn cắt nền và tiếp theo là chúng ta sẽ đến là đá cấp phối 04. Thì chúng ta sẽ là đá và sau đó sẽ đến đá cấp phối 05. Và chúng ta nhập lần lượt là số lượng ở đây là 123. Và về thành tiền thì chúng ta sẽ nhập giá trị thành tiền, tức là chúng ta sẽ lấy cái tổng thành tiền chúng ta nhập vào, sau đó để cho phần mềm tự động tính lại cái đơn giá nhập kho. Vì đôi khi là có những doanh nghiệp có những kế toán thì ta tính số lẻ ở đơn giá, nên khi chúng ta nhập thành tiền thì không bao giờ nó khớp được số. Và như vậy chúng ta thấy trên hóa đơn 167 964 772 thì chúng ta đây 167 962 thì khớp với nội dung hàng hóa dịch vụ. Và sau đó chúng ta quay sang tab thuế, chúng ta kê khai sheet thông tin. Ở cái mục là khai nguyên vật liệu ban đầu, chúng ta do cái phần là thuế suất 10% chúng ta không có kê nên ở đây phần mềm không tự động chạy được. Và nếu các bạn muốn thì các bạn sẽ quay về danh mục, các bạn chọn vào cái phần vật tư hàng hóa, chọn vật tư hàng hóa. Và tại vật tư hàng hóa này thì cái mục nào mà chúng ta quên chưa kê khai thì chúng ta sẽ kê khai bổ sung thêm. Nhưng nhìn như thế này thì chúng ta sẽ rất dễ bị loạn và chúng ta không biết chính xác được cái nghiệp vụ nào chúng ta đã có rồi. Và do vậy chúng ta ở bên này thì phần nào thiếu chúng ta thêm. Và sau đó chúng ta đến tab hóa đơn, chúng ta sẽ căn cứ số hóa đơn ở đây là 135. Tức là tab kê khai thuế VAT. Thì ở tab bên này nhập kho là chúng ta nhập kho và tab bên này để chúng ta hạch toán các nghiệp vụ lên sổ sách khai thuế. Và tab này là để khai VAT. Thì sau khi chúng ta đã có nghiệp vụ xong rồi thì chúng ta sẽ bấm cất và chúng ta kiểm tra lại ngày là 6/1. Và chúng ta sẽ bấm tiếp tục là thêm cho hóa đơn căn cứ vào phiếu yêu cầu vật tư 9856 và chúng ta sẽ có mua về xi măng, thép các loại và chúng ta sẽ có hóa đơn 9856 tương ứng. Và ở đây chúng ta có mã số thuế công ty Trọng Tín, ở đây chúng ta đang thiếu một số 0 thì có nghĩa là hai bên sai về mã số thuế thì sẽ phải làm các cái thủ tục về sai mã số thuế tiếp theo để điều chỉnh thông tin hóa đơn. Thì ở đây chúng ta sẽ có ngày nhập kho, đầu tiên là ngày nhập kho 08/01/2019. Và chúng ta sẽ đến phần thông tin. Ở đây công ty Trọng Tín chúng ta chưa có mã nên chúng ta sẽ chưa có tạo được. Nếu chúng ta sai mã số thuế chúng ta sẽ không tìm được nên chúng ta phải có số 0 đằng trước. Và lúc này chúng ta tìm ra được
nội dung thông tin công ty Trọng Tín, chúng ta cất và sau đó phần khai tiền hàng. Thì ở đây chúng ta sẽ lần lượt là có 7 mục, thì chúng ta sẽ khai 7 mục như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có xi măng. Xi măng PCB 30 và xi măng PCB 40. Chúng ta sẽ đưa lần lượt các cái mã vật tư hàng hóa lên trước, rồi sau đó chúng ta nhập đến số lượng và chúng ta quay sang thành tiền. Nhập theo tuần tự để chúng ta kiểm soát số liệu được dễ dàng hơn. Và tùy theo cái kỹ năng của từng người mà chúng ta sẽ có cách làm khác nhau. Thép DK06 và 08. Thép DK12. Và thép DK16. Như vậy chúng ta đã nhập một loạt tất cả những cái mã nguyên vật liệu và phần định khoản kho, tất cả mọi thứ đã được tự động thì chúng ta không có quan tâm thêm. Sau đó chúng ta nhập về vật khối lượng. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhập thành tiền. Và chúng ta kiểm tra lại giá trị trên hóa đơn 87901450 khớp với giá trị hàng hóa dịch vụ chúng ta vừa sang ship sang phần kê khai VAT. Ở đây phần mềm đã tự động đánh 10%, chúng ta không cần phải thiết lập lại. Và sau đó chúng ta chỉ việc sang tab hóa đơn, chúng ta kê khai thông tin về hóa đơn là đủ. Đây là hóa đơn 9856. Và chúng ta là bấm cất. Và tiếp theo chúng ta sẽ bấm thêm. Chúng ta đến với hóa đơn là phí yêu cầu vật tư 251 và chúng ta có thêm một phí yêu cầu vật tư 251, sau đó có hóa đơn 251 để mua hàng hóa dịch vụ, đó là cắt nền đã cấp phối. Và chúng ta sẽ có ngoài là hóa đơn, chúng ta sẽ có một biên bản giao hàng xác nhận dịch vụ hoàn thành. Và chúng ta mua ở đây là mua công ty là Thinfast. Thì công ty này chúng ta đã có mã rồi nên chúng ta cũng không cần phải tạo thêm. Và chúng ta bắt đầu cái ngày là 12/01/2019. Và chúng ta công ty Thinfast. Và đã cấp phối thì chúng ta là cắt nền. Đã cấp phối 04 và đã cấp phối 05. Chúng ta cũng lần lượt đến phần là số lượng. Và chúng ta thấy đây là khi chúng ta đã từng nhập một lần rồi thì phần mềm MISA thường sẽ lấy ngay cái kết quả mà các bạn đã làm và nó sẽ chạy lặp lại.
Nếu mà các bạn thấy kết quả ở đây là 295.330 khớp thì chúng ta sẽ dừng, còn nếu không khớp thì chúng ta sẽ sửa lại. Ở đây chúng ta tốt nhất là vẫn sửa lại. Và ở đây chúng ta thấy số tiền là 295.330.139 thì chúng ta dừng lại. Vì chúng ta làm đúng rồi thì chúng ta sẽ dừng. Và sau đó chúng ta sang tab thuế VAT, những cái mặt hàng nào chưa có VAT chúng ta điền thêm. Và tab cuối cùng là tab hóa đơn, chúng ta kê khai thông tin, đó là hóa đơn 251. Và chúng ta bấm cắt. Và chúng ta bấm thêm để chúng ta thêm cho hóa đơn tiếp theo. Căn cứ vào phiếu yêu cầu vật tư là 235 và chúng ta có số hóa đơn 235 kèm phiếu giao hàng tương ứng. Ở đây là mua gạch các loại. Và ở đây ngày đầu tiên chúng ta sẽ hạch toán về ngày. Đây là 29 tháng 1 năm 2019. Và mua công ty là ở đây là mã số thuế chi nhánh là Đại Phát. Nên chúng ta chưa có thì chúng ta sẽ tạo mới. Và cách. Sau đó chúng ta sẽ kê khai thông tin là mã hàng hóa. Ở đây chúng ta sẽ có gạch chỉ 6x5. Và sau đó đến. Là gạch chỉ 6x5 và gạch 200 nhân với 200. Và gạch 500 nhân với gạch 500. Chúng ta chỉ cần có cái tên mã số cái đầu tiên, tức là chỉ cần là một nội dung sơ lược về ví dụ như gạch, chúng ta chỉ gọi chữ gạch là phần mềm tự động tìm ra cho chúng ta về cái nội dung là một loạt tất cả những cái vật từ hàng hóa liên quan đến gạch để chúng ta lựa chọn. Và sau đó chúng ta sẽ đến phần là về số lượng. Chúng ta sẽ nhập về mặt số lượng nhập kho. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhập về thành tiền. Và chúng ta đối chiếu phần trước thuế 86.156.440 và khớp với trên hóa đơn trước thuế. Sau đó chúng ta phần VAT, tất cả ở đây phần mềm đã tự động đánh 10%, chúng ta chỉ cần sang tab hóa đơn để chúng ta kê khai thông tin. Và như vậy thì chúng ta đã xong cho cái hóa đơn là 235. Và sau đó chúng ta sẽ bấm thêm và tiếp tục cho cái mã nguyên vật liệu cho phiếu yêu cầu vật tư số 339. Đồng thời là chúng ta sẽ có cái hóa đơn 339 về cát nền đã cấp phối và đã 05. Đầu tiên chúng ta sẽ liên quan là ngày nhập kho. Và tiếp tục là mua công ty Thiên Phát, chúng ta sẽ thể chọn bên này. Và sau đó chúng ta đến phần là cắt nền. Và nội dung là đã cấp phối 04 và đã cấp phối 05. Số lượng nhập kho.
Và chúng ta đến phần là đối chiếu giá trị. Ở đây chúng ta phần mềm tự động chạy chúng ta là 177 710 512 và 151 78 cũng như 224, phần mềm tự nhớ cho cái đơn giá nhập gần nhất. Và chúng ta thấy giá trị là khớp nên chúng ta sẽ không cần phải đối soát kiểm tra lại. Ta sẽ sang phần tab thuế. Phần nào chưa có VAT chúng ta kê khai thêm. Và sang tab hóa đơn để chúng ta kê khai thông tin về hóa đơn. Và bấm cất để lưu trữ. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần cho hóa đơn. Yêu cầu vật tư 568 mua về các loại vật tư là Automark, bật sắt và trao chụp đèn, những nguyên vật liệu khác. Và chúng ta sẽ có hóa đơn 568 kèm với biên bản giao hàng. Chúng ta sẽ bấm thêm. Và đầu tiên là ngày hóa đơn là 2 tháng 2. Và chúng ta đến phần tên công ty là công ty Hy Hoàng, là một công ty rất là mới thì chúng ta bắt buộc phải thêm. Và cắt. Và chúng ta sẽ khai phần hàng tiền. Đầu tiên là Automat thì chúng ta sẽ chọn Automat một pha có ngay trên đầu. Và bật sắt thì chúng ta sẽ chọn bật sắt bu lông. Và cao su. Ở đây chúng ta là cao su tấm. Trao chụp đèn. Tiếp tới là chậu rửa. Và tiếp theo chúng ta sẽ khai về mặt số lượng. Ta kiểm tra 103, 161, 8, 0.02, 10.5, 2, 1, 10. Và sau đó chúng ta đến phần thành tiền. Như vậy chúng ta kiểm tra phần giá trị nhập kho 14.151.625 và khớp với nội dung thông tin trên hóa đơn. Sang tab thuế chúng ta kiểm tra xem có cái phần nào là có lệch hay không, 14.151.163, và sau đó đến phần là hóa đơn. Chúng ta sẽ nhập số hóa đơn tương ứng vào phần kê khai VAT và cắt. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hành cho hóa đơn 12684. 12684 là chúng ta sẽ mua côn cút nhựa và ta sẽ có hóa đơn 12684. Như ở bài trước thì chúng ta đã thực hành trên phần mềm Excel, hóa đơn 12684 là một cái hóa đơn mà chúng ta sẽ nhập thẳng và chúng ta không có nhập kho. Thì
Để nhập thẳng không nhập kho thì chúng ta sẽ tiến hành là căn cứ vào phiếu yêu cầu vật tư. Ở đây chúng ta là phiếu yêu cầu vật tư là công trình nhà ở gia đình, và sau đó chúng ta sẽ có cái hóa đơn là 12684 thì chúng ta sẽ nhập vào tài khoản 621. Và ở đây thì chúng ta làm trên phần mềm là MISA, nên là đối với MISA thì bất kỳ cái phần nhập nào thì chúng ta cũng đều phải thông qua cái tài khoản 621. Nên ở đây chúng ta sẽ không giống như Excel là có thể linh động, là không cần phải điền nội dung chi tiết mà chúng ta vẫn phải điền cái nội dung cụ thể. Chúng ta sẽ bấm thêm. Và ở đây thì chúng ta sẽ thêm cái nội dung đầu tiên là ngày hóa đơn. Và sau đó đến phần là tạo thông tin doanh nghiệp. Và tiếp theo là chúng ta sẽ có phần là tạo mã. Ở đây chúng ta sẽ có mã là côn cút nhựa. Chúng ta ghi là côn nhựa DK 32 mm. Vật tư thì chúng ta chọn vật tư hàng hóa nguyên vật liệu. Tài khoản thì chúng ta chọn tài khoản 152. Ngâm định 621. Thì ở đây là chúng ta do chúng ta là không có nhập kho nên chúng ta phải chọn ở một cái tab là mua nước, mua hàng trong nước nhưng không có kho. Tức là chúng ta xuất thẳng cho công trình luôn. Thì chúng ta sẽ phải chọn lại phần mục là mua hàng trong nước không có kho. Thì lúc này phần mềm sẽ không hiện cái phần 152 cho các bạn. Như vậy chúng ta sẽ có về mặt số lượng cũng như là các cái nội dung hàng hóa chi tiết. Thì ở đây chúng ta sẽ khai lần lượt như sau. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến là côn biển Bắc. Ở đây là 65 mm. Thì chúng ta cũng sẽ chi tiết, hoặc là chúng ta sẽ ghi là nội dung chi tiết theo cái bảng kê mua hàng. Chúng ta thấy đây là hóa đơn số 1264. Thì một là chúng ta sẽ làm nhanh, hai là chúng ta phải nhập chi tiết từng mã. Còn nếu chúng ta là tạo nhanh thì chúng ta chỉ cần là ghi chung một mã mục là mua côn nhựa, công tắc và dây điện các loại mà thôi. Còn ở đây chúng ta vẫn phải tạo chi tiết. Chúng ta ghi là vật tư 001. Và cái phần mà khai thì xuất đây, nếu các bạn khai 10% thì phần mềm tự động tính chúng ta, nếu các bạn không khai thì phần mềm sẽ không tính. Do đó là khi chúng ta sang tab VAT chúng ta phải khai thông tin, chúng ta phải chọn để nhập. Và tiếp theo thì chúng ta cũng đến với phần là côn cút nhựa là 89. Thì mã vật tư ở đây chúng ta tạo thì nó mất thời gian rất là nhiều. Thì chúng ta tự động cho phần mềm là chọn vật tư 01, 02, 03 và cho nó nhanh. Vì ở đây chúng ta là không có tiến hành là nhập kho nên chúng ta cũng không cần thiết là để tạo đối tượng là chi tiết theo tên. Và ở đây sau đó chúng ta đến côn nhựa 125. Chúng ta cũng tương tự. Và chúng ta đến tiếp theo là công tắc có hạt một loại này, chúng ta sẽ thêm tiếp. Tự động mã ở đây nó sẽ tăng lên theo thứ tự tăng dần là vật tư 01, 02, 03, 04 chúng ta. Chúng ta hoàn toàn là không cần phải tác động quá nhiều. Và sau đó chúng ta đến phần là công tắc hạt loại 3.
Và tiếp theo chúng ta sẽ có công tắc loại 2 của cắm. Ta đến tiếp tục là cồn công nghiệp. Như vậy là chúng ta đã tạo xong về các cái danh mục, 10 cái danh mục nguyên vật liệu đối với cho cái hóa đơn là 12684 trong trường hợp xuất thẳng. Thì ở đây chúng ta sẽ đến phần số lượng. Và ở đây giá trị tiền là 5.783.333. Thì chúng ta sẽ đối chiếu mặt giá trị khớp thì chúng ta dừng. Và sao sang VAT chúng ta sẽ điền các thuế suất tương ứng. Do khi chúng ta tạo mã thì chúng ta không chọn cái mức thuế suất tự động. Nên khi chúng ta làm chúng ta phải tự động chọn tay lại. Và ở đây thì các bạn sẽ thấy là phần mềm tự động tính cái phần VAT chúng ta thấy đây là 570.084, trong khi phần mềm ở đây chỉ có 83 thôi. Đến đây chúng ta có thể là dừng một đồng nào đó, chúng ta đánh số 4 thôi. Và nó sẽ khớp lại so với tờ khai VAT. Chúng ta sang tab hóa đơn. Chúng ta bấm cắt. Ở đây chúng ta phải có đối tượng tập hợp chi phí. Thì phần mềm sẽ báo đối tượng tập hợp chi phí thì chúng ta sẽ sang cái phần là ở thành tiền hàng này thì chúng ta sẽ khai thông tin đến bên này thì đã xong. Sau đó chúng ta sang phần thống kê. Thì phần thống kê sẽ nói là đối tượng tập hợp chi phí cũng như là công trình. Chúng ta nếu có chúng ta kê khai, không thì chúng ta bỏ qua. Ở đây cái phần là hàng tiền chúng ta đã khai xong, VAT khai xong, số hóa đơn khai xong. Thì chúng ta sẽ sang phần thống kê. Chúng ta sẽ chọn phần là đối tượng tập hợp chi phí thì không phải. Vì đối tượng tập hợp chi phí thì dùng cho công ty sản xuất. Chúng ta công trình, chúng ta chọn công trình đây.
Thì công trình này là chúng ta căn cứ yêu cầu vật tư, thì đối với hóa đơn là 12684 thì nó dùng công trình là nhà ở gia đình. Đây 12684 là nó dùng công trình nhà ở gia đình 0501, nên chúng ta sẽ đưa thẳng vào công trình 0501. Chúng ta chọn là sao chép xuống. Chúng ta sau khi lên dòng đầu tiên, chúng ta bấm click phải chọn sao chép xuống các dòng dưới, thì phần mềm tự động chèn cho chúng ta đầy đủ về số dòng mà chúng ta không cần phải copy từng cái, giãn mất thời gian. Và sau đó chúng ta bấm cất để lưu. Ở đây phần mềm báo thêm cho chúng ta là đối tượng tập hợp chi phí. Thì đây là chúng ta bỏ qua. Và sau đó chúng ta là bấm hóa đơn là ngày 3 tháng 2. 3 tháng 2 đúng. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến cho cái phần là hóa đơn là 264. Và hóa đơn 264 này là chúng ta mua của công ty Liên Đoàn và số lượng hàng rất là nhiều. Số lượng dòng của nó theo bảng kê. Nên ở đây chúng ta sẽ tạo một cái cách làm nhanh, đó là sau này chúng ta có thời gian chúng ta nhập ngồi nhập lại. Thì chúng ta sẽ làm nhanh bằng cách là thêm hàng hóa dịch vụ và sau đó chúng ta chọn là mua hàng không có kho. Về sau đó chúng ta chọn thông tin ngày tháng. Ví dụ đây là 4 tháng 2. Và ở đây chúng ta tạo mã cho công ty liên đoàn. Và phần nội dung hàng hóa dịch vụ chúng ta bấm thêm. Và chúng ta sẽ chọn đây là bảng kê. Chúng ta lấy cái nội dung này. Và chúng ta đưa tính chất này. Phần nội dung dẫn giải thì chúng ta có thể điền chi tiết dưới này. Còn trên đây chúng ta ghi xuất tiền bảng kê vật tư. Ta chọn vật tư nguyên vật liệu. Và ở đây thì 152. Còn sau này chúng ta có thời gian thì các bạn sẽ ngồi gõ lại từng cái. Và ở đây thì chúng ta chỉ chọn một cột duy nhất thành tiền. Ta kê khai phần thành tiền. Như vậy là chúng ta đã kê khai xong cái phần nội dung này, chúng ta sang tab thuế. Thông tin là 10%. Và khớp với nội dung trên hóa đơn, chúng ta sẽ dừng. Sau chúng ta sang tab VAT, chúng ta khai thông tin hóa đơn là 264. Tiếp theo, chúng ta sẽ đến phần là thống kê chi phí. Thì chúng ta sẽ chọn là công trình. Ở đây công trình này là nó dùng cho đối tượng là nhà ở gia đình là 05 khách 1. Chúng ta sẽ chọn 05 khách 1. Và sau đó chúng ta là dừng, ta lưu. Và sau đó chúng ta bấm thêm, chúng ta thêm cho hóa đơn nguyên vật liệu khác. Tiếp tục chúng ta cho các hóa đơn, đó là hóa đơn 401. Chúng ta có phí yêu cầu vật tư về cắt nền, đa cấp phối, đa dăm. Và sau đó chúng ta đến phần là hóa đơn chi tiết kèm với một cái bảng kê giao hàng. Ngày hóa đơn 0802. Và công ty chúng ta mua là công ty Thinfast, mã số 83 đuôi. Và chúng ta thêm là còn cắt nền.
đã cấp phối 04 và đã cấp phối 05. Số lượng chi tiết. Về thành tiền, chúng ta sẽ khai chi tiết thông tin là 57110 và số tiền của chúng ta là 275001. 778 khớp trên hóa đơn chúng ta dừng, chúng ta không cần phải kê khai lại, tức là nhập lại nội dung. Và ở đây chúng ta phần VAT chúng ta thấy là 25500178 khớp với trên hóa đơn luôn, nên chúng ta cũng không cần phải ngồi kê lại. Sau đó chúng ta đến cái phần đó là hóa đơn, ta kê khai thông tin về số hóa đơn và bấm cắt. Ở đây chúng ta đang chọn là chúng ta mở phần là ghi sổ lại, chúng ta sửa. Ở đây chúng ta đang chọn là mua hàng không qua kho, chúng ta phải chọn lại là mua hàng nhập nước nhập kho, vì đây chúng ta mua nhập kho bình thường. Chúng ta xem lại kho, chúng ta chọn lại mã kho. Ở đây là chúng ta đang nhập kho.